Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với shop của em các bác nhá. Bên em chuyên cung cấp tất cả những cái dòng sản phẩm như là ống nhòm đi rừng này, ống nhòm săn ong này, ống nhòm tìm ong mật, ong bò vẽ, cũng như là những cái len zoom mà quay chim đấu gà đấu, hay là những cái bộ sản phẩm quần áo bắt ong thì bên em đang cung cấp rất là nhiều. Thì tất cả những anh chị cô dì chú bác nào mà đang có nhu cầu mua hàng về những cái dòng sản phẩm như em nói ở trên thì hoàn toàn có thể là nhanh tay alo trực tiếp điện thoại Zalo 0962085919 là cái số điện thoại chuyên bán những cái lĩnh vực như là săn ong này, săn bẫy này, ống nhòm, quần áo cũng như là những cái linh kiện rất là nhiều. Thì các bác hoàn toàn có thể là alo trực tiếp với em qua số điện thoại này các bác nhá. Và trong video clip này thì rất là nhiều bác cũng gọi điện hỏi bên em, bảo bây giờ anh đi muốn đi săn ong rừng, ong khoái, ong mật, anh muốn nhìn con ong ở khoảng cách tầm 700-800 mét thì có mẫu nào mà giá phù hợp hơn triệu thì có thể là đáp ứng được không. Thì trong video clip này là bên em mới nhập được về một cái dạng gọi là ống nhòm của dạng Sulico. Ống nhòm đây là ống nhòm của Nhật các bác nhá, với thông số là 10x42. Đấy, ống nhòm này thì sử dụng nó rất là ok. Cái này thì ở trên này người ta cũng đã là in ở đây là quay làm những cái cuộc đấu này, cũng như là săn bẫy đi du lịch các thứ ở đây là đầy đủ hết. Đây là cái vỏ hộp bên ngoài. Thực ra cái bộ sản phẩm này nó có một cái lắp đậy ở bên ngoài này nữa cơ, nhưng mà em đây là bỏ ra rồi thì em không ốp vào nữa. Nhưng mà khi các bác nhận hàng là sẽ full box đầy đủ hết như này các bác nhá. Đấy, mở cái bộ sản phẩm này ra. Đấy, khi các bác mở cái bộ sản phẩm này ra thì bên trong nó sẽ bao gồm những cái thứ sau đây. Thứ nhất là một cái bộ dây như thế này các bác nhá. Đây chính là cái dây, em cứ tháo ra cho các bác xem này. Đấy, đây chính là cái dây để các bác sẽ là đeo cái ống nhòm lên cổ hay là cầm qua tay. Cái dây các bác nhìn cũng rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, dây này cũng rất là chắc chắn ở đây. Đấy, ở đây nó sẽ có hai cái chốt để khuy, thì em sẽ bỏ ra cho các bác cùng xem này. Có dây kèm theo này. Tiếp tới ở đây là nó sẽ có một cái túi vải dù này của hãng đây, Sulico này. Em cứ gọi là Suco các bác nhá, ống nhòm Suco, bỏ chữ ly đi, đọc là Suco cho dễ. Đấy, ở đây có một cái túi vải này. Đấy, bỏ túi vải ra thì bên trong nó sẽ là cái ống nhòm như thế này, có lắp chụp, lắp trước, lắp sau là đầy đủ hết cho các bác này. Hai lắp trước này, hai lắp sau là đầy đủ hết cho tất cả các bác này. Phụ kiện kèm theo tiếp ở đây là sẽ có một cái túi chống ẩm này. Đấy, một cái khăn lau kính này. Đấy, một cái hàng là của Suco nữa các bác nhá. Đấy, ống nhòm là ống nhòm của hãng Suco ở đây. Đấy, sử dụng cái này thì nó rất là ok. Đấy, về cái dòng sản phẩm này. Và bây giờ em sẽ là đi sâu hơn về cái mẫu sản phẩm này các bác nhá. Đấy, cái ống nhòm này là ống nhòm hai mắt này của hãng Sulico, ở đây là khắc màu đỏ hết này. Hai viền này cũng là màu đỏ, là những cái điểm nhấn rất là đẹp các bác nhá. Thì cái ống nhòm này thông số của nhà sản xuất ở đây là 10x42 này, các bác có thể nhìn nhá. Thông số của nhà sản xuất đưa cho các bác là 10x42, độ phân giải là HD này. Đấy, trường nhìn rộng là 102m/1000m này. Đấy, các bác có thể là xem người ta khắc nổi ở trên cái rãnh này này. Đây, người ta khắc nổi trên cái rãnh này là 102/1000m này. Độ phân giải HD này, thông số là 10x42 của cái ống nhòm Sulico này các bác nhá. Hai lắp trước và hai lắp sau đều có chụp bảo vệ này. Khi dùng thì các bác bỏ ra như này giúp em các bác nhá. Đấy, cái ống nhòm này thì em cam kết với tất cả các bác là nhìn ong, nhìn ve, ong bay các thứ là tầm 700-800m. Đấy, là nhìn rõ luôn. Nhà sản xuất ở đây thì người ta trên thông số thì là 1000m. Đây, trên thông số là 1000m cơ. Nhưng mà khi em mang ra thực tế thì tầm 700-800m là led căng luôn. Các bác chú ý giúp em nhá. Nhận hàng được kiểm tra test thử hàng mới phải thanh toán tiền, nên các bác yên tâm các bác nhá. Đấy là em quảng cáo như thế nào là các bác nhận hàng như vậy, nhìn ong nhìn ve 700-800m rất là led. Tại vì em ở trong nhà đây thì cũng không test được, thì là sẽ để video sau là test về cái ống nhòm này, cực kỳ là ok luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng mà các bác nhá. Thì cái ống nhòm này thì cũng như mọi ống nhòm khác thôi, thì nó vẫn có cái tiêu cự này. Bác làm mắt to mắt bé thì mình có thể là tiêu chỉnh ở đây này. Đấy, ở đây chính là cái vòng tròn xoay để bắt led nhá các bác nhá. Ví dụ các bác nhìn ở tầm 200m thì mình lại phải xoay con lăn này sang trái hoặc là sang phải để tầm 200m là nhìn thấy, đúng không? Ví dụ lên 600m thì mình cũng lại phải xoay cái con lăn này sang tầm cái vị trí tầm 600m thì mới nhìn ok, chứ không phải là xoay một cái là nhìn được mọi vị trí là không có các bác nhá. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai ở đây là các bác có thể là xoáy ở hai mắt này. Đấy, xoáy hai mắt ở đây thì là nó sẽ đưa, đây các bác nhìn nhá, em xoáy đây nó sẽ úp xuống này. Đấy, và xoáy lên nó sẽ đưa lên này. Thực ra ấy, bản thân em là người trải nghiệm, người dùng đầu tiên ấy, thì thực ra hai cái này nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đâu. Các bác xoáy lên cũng được mà xoáy xuống cũng được, nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng hình ảnh đâu. Mà cái quan trọng nhất là chỉnh ở cái con lăn xoay này các bác nhá. Nên nhiều bác cứ bảo là em xoay ở đây, xoay ở đây, thực ra cái này nó cũng chẳng quyết định là bao nhiêu đâu. Đấy, em test thực tế là có thế nào là em báo như vậy. Đấy, còn cái dây đeo này ở đây thì là nó có hai cái chốt ở đây này. Đấy, thì các bác có thể là gắn vào hai cái nút này của nó ở đây là hoàn toàn là ok. Đấy,
hai cái nút này các bác nhá. Đấy, sử dụng thì đơn giản chỉ có như vậy thôi. Thì mình cứ đưa lên mắt là các bác nhìn, các bác xoay trái xoay phải là nhìn ok, và nhớ là bỏ hai lắp chùm trước, bỏ hai lắp chùm sau. Và cái này thì các bác nào mà mắt cận hay là các thứ thì mình đại loại là nó cũng không ảnh hưởng mấy đâu. Nên cái này em cũng khuyên, không khuyến cáo các bác là chỉnh ở đây để bắt led mấy đâu, bởi vì nó không được mấy các bác nhá. Mà quan trọng nhất là bắt led ở đây, cam kết cho các bác là nhìn ong nhìn ve 700-800 mét, giá là hơn 1 triệu một bộ này, thì giá tùy theo từng thời điểm nó khác nhau các bác nhá. Các bác chú ý giúp em này, em nhập rẻ là em sẽ bán cho các bác rẻ, em nhập đắt là em sẽ bán cho các bác đắt hơn các bác nhá. Lên giá nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm khác nhau, nhưng mà nó sẽ hơn 1 triệu một cái này đấy, 1 triệu XX. Thì các bác nào mà cần nhu cầu mua hàng, cần tư vấn thì cứ alo trực tiếp số điện thoại 0962085919, bảo là anh muốn mua cái ống nhòm Sulico. Đây, ống nhòm Sulico ở đây là bên em sẽ là đóng và gửi hàng cho các bác, nhận hàng kiểm tra mới phải thanh toán, nên các bác yên tâm, không nhận thì tiền vẫn trong túi mình, nên các bác không phải lo về cái vấn đề này đâu các bác nhá. Rất nhiều bác cứ hỏi em là thế nhớ chất lượng không đảm bảo không, nếu mà không đảm bảo thì không ai dám cho các bác kiểm tra hàng đâu các bác nhá. Nên các bác yên tâm về cái dòng sản phẩm ống nhòm bên em đang bán đây của hãng Sulico của Nhật các bác nhá. Đấy, giá là hơn 1 triệu, thì bác nào mà đam mê đi rừng đi săn ong thì ủng hộ em một chiếc qua cái số điện thoại để mua bán được thành công, thì các bác alo trực tiếp số điện thoại 0962085919 ở đây là bên em sẽ có nhân viên đóng gửi hàng cho tất cả các bác. Các bác nhá, cái này thì kích thước nó cũng rất là nhỏ thôi. Đấy, chiều dài của nó rơi vào khoảng tầm 16-17 cm. Đấy, chiều rộng ở đây nó rơi vào khoảng tầm 10-12 cm thôi, áng áng nó khoảng như vậy các bác nhá. Sử dụng cái này thì rất là ok, cam kết với các bác nhìn phát là các bác yêu luôn, các bác thích luôn cái mã này các bác nhá. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để là người đầu tiên nhận được những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất của bên em. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.